Dạ, im lặng. Đưa nó vô. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, nguy hiểm chưa? Ôi giời ơi. Sông Hồng dưới đây là đều bị ngập hết từ 1 mét đến 1 mét rưỡi. À, phía dưới kia thì có một cây cầu đã bị ngập ngang cầu rồi. Rợn tóc gái đập thủy điện Trung Quốc xả lũ trên sông Hoàng Hà, Yên Bái đang ngập nặng rất sâu. Mời cô chú anh chị và các bạn theo dõi hết video để cùng biết thêm chi tiết. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, nguy hiểm chưa? Ôi giời ơi, tránh ra. Xe máy. Xe máy đang trôi hết. Thôi đi hết rồi. Các bạn, hiện nay nước sông Hồng đang chảy rất là xiết, nó mạnh. Dòng này đang đưa vào bên trong bờ. Theo kinh nghiệm thì đưa vào trong bờ thì nước tối nay có thể là lên rất cao. Bởi vì trong khu vực cô lập đêm nay nước lên rất là nguy hiểm. Bất chấp sự nguy hiểm, có một thanh niên đang đi ra khu vực rất là sâu như mọi người nhìn thấy. Thưa các bạn, đây là người dân đang sáng chế ra những cái ống PC này để làm cái bè nổi để đi tiếp ứng cho những bà con đang bị mắc kẹt ở trong khu vực ngập lụt. Cái xe lội nước này sẽ đi vào tới từng hộ dân để phát những cái lương thực và nước uống. Nước như các bạn đang nhìn thấy kia là nó phải cao tầm 1 mét đến chỗ sâu 1 mét rưỡi. Quý vị và các bạn, hiện nay là trời mưa rất to, thành phố Yên Bái, trung tâm thành phố đã ngập lụt hết rồi, nước đang dần lên rất là to. Đây thì mình sẽ review cho tất cả các bạn xem là cái khung cảnh của thành phố Yên Bái, các bạn cùng theo dõi mình nhé. Thưa các bạn, hiện tại lượng cơ quan chức năng, công an, quân đội đang huy động. Hiện nay thành phố Yên Bái đang khắc phục. Đây lực lượng chức năng đang tăng cường để cứu lụt cho bà con thành phố Yên Bái. Đây là một số nơi là bị cô lập khắc phục. Như các bạn đang nhìn thấy, đây là cái đường bên đường ngã ba đây, ngập rất là lớn, sâu đến tầm 1 mét rưỡi đến 2 mét. Người dân đang di chuyển đến nơi an toàn. Và phía bờ bên kia thì các lực lượng chức năng đang rất là đông, hướng dẫn tất cả các phương tiện qua lại thì dừng lại, và nếu muốn sang thì phải đi qua cầu qua đò. Lực lượng dân quân tự vệ, công an tại chỗ. Như theo thông tin từ các cơ quan chức năng, hiện nay là Trung Quốc đang xả hai đập nên cái tình trạng nước ngập úng về phía hạ lưu như thành phố Yên Bái, Việt Trì, Phú Thọ hôm nay đã sập một cầu. Bất chấp sự nguy hiểm, có một thanh niên đang đi ra khu vực rất là sâu như mọi người nhìn thấy, thì bên kia là phải là chèo thuyền sang. Thì thanh niên này đang đội mũ, không hiểu mang cái gì đi ra đó cho ai, nên là rất là nguy hiểm.
này đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ và hướng dẫn người dân đi qua quá sâu. Có thể nói là rất đông các lực lượng cơ quan chức năng, từ những xe cẩu rồi là những các lực lượng cảnh sát khu vực và cảnh sát cơ động cũng được tăng cường. Như các bạn đang nhìn thấy, những chiến xe của công an phía trước đang hỗ trợ bà con. Đợi thêm hai cơ động luôn, đợi thêm hai cơ động luôn, đợi thêm hai cơ động luôn. Rất là cao, thành phố Yên Bái gần như là cô lập các ngã đường rồi. Đường hiện nay đường đi Âu Lâu cũng đang bị cô lập rồi. Quân đội thì tăng cường cả xe thiết giáp, lộ xe lội nước để hỗ trợ người dân ven sông ngập lụt. Hiện nay như mọi người thấy này, cơ quan chức năng đã phong tỏa khu vực này là không đi được. Đoạn đường này là đi Âu Lâu lên Trấn Yên. Mặc dù nước chảy khá xiết và to nhưng mà một số thanh niên vẫn cố đi. Hiện tượng này chết máy và hỏng xe rất là thường xuyên. Dự báo đêm nay của nước sông Hồng sẽ lên nhanh vì lý do việc chủ Trung Quốc tiếp tục xả. Ngày cơ quan chức năng đang điều phối cái dòng xe và những người không được đi vượt qua những khu vực nguy hiểm này. Đứng ở góc nhìn này chúng ta có thể thấy là thành phố Yên Bái được hỗ trợ của cơ quan chức năng rất là nhiệt tình. Và các bạn nhìn ra phía rất xa đằng kia, ngập dài nó hàng km. Hiện nay là trục đường dọc đường Thanh Niên, đường phường Hồng Hà của thành phố Yên Bái ngập rất sâu đến 1m, 1m rưỡi. Từ đây vào trong đó là những hộ dân đang bị cô lập này, rất cần tiếp tế. Như chúng ta đang nhìn thấy lực lượng chức năng và những người dân đang dùng thuyền. Nhà bác này đang có cái thuyền để tiếp tế cho những cái hộ dân ngập kẹt ở trong khu vực bão lũ này. Đồng chí công an này đang hướng dẫn mọi người đi tiếp tế nước, tiếp tế đồ ăn. Những người dân thành phố rất là bỡ ngỡ khi sử dụng những phương tiện như cái thuyền như này, thường xuyên này, bình thường đã không dùng đến. Người dân nghĩ ra những cái phương tiện như các bạn đang nhìn thấy đằng kia, phương tiện tự chế bằng xốp, cái bè kia để đi tiếp tế. Thanh niên rất là nhiệt tình. Này là đập thủy điện của Trung Quốc xả lũ cho nên là ngập cục bộ, hay là ảnh hưởng cơn bão số 3, mưa từ trên cấp vùng cao dồn xuống cho nên là đây đã mất điện và cô lập. Nay tình trạng các nhà dân thiếu nước uống và đồ ăn thì cũng cần phải tiếp tế. Những ai ở quê hương Yên Bái thì có thể xem những thước phim như thế này.
mình tiếp tục di chuyển sang khu vực khác nhé. Thưa các bạn, đây là người dân đang sáng chế ra những cái ống PC này để làm cái bè nổi để đi tiếp ứng cho những bà con đang bị mắc kẹt ở trong khu vực ngập lụt. Đây là rất là đông thanh niên, rất là nhiệt tình. Đấy, những phương tiện rất thô sơ này nhưng mà cái độ nổi của nó rất là cao. Đây là anh em tiếp tục gia công những cái ống nước PC này để làm phương tiện nổi để cứu lũ lụt cho bà con mắc kẹt trong thành phố vào đêm nay. Đêm nay thì lượng nước sẽ lên khá là lớn. Đấy, những cô chú anh chị em thanh niên ở đây rất là nhiệt tình, làm suốt từ sáng giờ là tiếp ứng cho rất là nhiều bà con bị mắc kẹt ở bên trong về đồ ăn và nước uống. Đấy, người đang thấm mệt rồi nhưng gia cố lại những cái ống PC cho nổi hơn. Anh em kia đang cứu chị em đi cứu lũ này thì mua thêm két bạ ương. Nước bẩn quá. Rồi vẫn tiếp tục mưa rất là to nhưng mà anh em ở đây rất là rất nhiệt tình. Hiện nay thì công tác cứu lụt của cơ quan chức năng và người dân hỗ trợ rất là tích cực. Đây là khu vực trên này là cao hơn, trên đây khu vực đỉnh đồi. Anh em đây rất là tích cực ấy. Mưa rét và nước rất là bẩn. Đặc biệt là mưa lũ này nước rất là lạnh và đêm thì anh em đang tính kế hoạch của ban đêm để nếu mà nước dâng cao quá là cứu người ra khỏi khu vực. Theo mình đây là một cái sáng kiến rất là hay của anh em. Đây là cái ống PC này nổi rất là tốt so với những cái ống tre, nó rất là nhẹ và kèm những cái bình nước. Cái này thì là cứu lụt rất là hiệu quả hơn là những cái xuồng. Những cái xuồng có thể là đi rất khó vào len lỏi vào trong những cái con đường phố kia vì sự va đập nó lớn. Những cái này thì chỉ ngồi lên bám vào hoặc là trèo đi là rất là tốt và ít bị chống lật. Ở phía dưới kia như mọi người đang nhìn thấy vẫn bị cô lập và chờ cơ quan chức năng lực lượng cứu lũ để tiếp tế cho người dân. Hôm nay phương tiện ách tắc rất là nhiều, thể hiện tinh thần người Việt giúp đỡ nhau rất là tuyệt vời. Chúng ta nên học tập trong cái tinh thần bão lũ như này. Những cái thông tin phô sơ như này thôi nhưng mà cứu lũ những người dân mắc kẹt hoặc là những đưa đồ ăn tiếp tế rất là tốt. Sáng kiến anh ạ, ghi lại mấy nữa là còn có cái sáng kiến này lưu truyền cho anh em ở dưới vùng xuôi học tập. Sáng là phát mấy trăm suất cơm. Vâng, quá tuyệt vời. Lúc em đừng ngồi đứng nghe mấy trăm suất cơm tiếp tế cho bà con ở bị mắc kẹt trong lũ. Này là mưa rất là to thì mình tiếp tục di chuyển. Thưa các bạn, đây là cái dọc trục đường chợ Bến Đỏ cũ và dọc đường chợ Thanh Niên. Cái này là các lực lượng như quân đội, công an, các bạn đang nhìn thấy đi đến từng nhà để đưa những cụ già ra khỏi khu vực nguy hiểm. Có thể là tối nay nước sẽ lên rất là nhanh vì phía bên Trung Quốc đang tiếp tục xả đập.
em sợ nó ngập hết cái chỗ này. Như mọi người đang tâm sự và nói chuyện thì vào lúc đêm thì có thể nước lên rất là bất ngờ. Như mọi người đang nhìn thấy ở phía xa kia. Đấy, thì là nước đang chảy rất là mạnh. Đây là một cây cầu mà mới xây nên là cũng khá là an toàn và cái chiều cao của nó cũng vượt cái mức lũ đỉnh điểm nên là có thể là đi lại sang bên phía bên kia sông cũng rất là an toàn để đi xuống Hà Nội. Nên là một người dân Yên Bái thì có thể là trừ những nơi cô lập ra thì có những nơi vẫn có thể đi được. Thưa các bạn, hiện nay nước sông Hồng đang chảy rất là xiết, nó mạnh, nước đang dòng như các bạn đang nhìn thấy là dòng này đang đưa vào bên trong bờ. Theo kinh nghiệm thì đưa vào trong bờ thì nước tối nay có thể là lên rất cao và sẽ là rất là xiết. Nên là đây là toàn bộ khu vực phía ven sông Hồng dưới đây là đều bị ngập hết từ 1m đến 1m rưỡi. Phía dưới kia thì có một cái cây cầu đã bị ngập ngang cầu rồi. Khúc sông này cũng rất là lớn, cái cầu này cũng vừa mới được làm thôi. Như cây cầu ở Việt Trì Phú Thọ ấy, là cái cây cầu Phong Châu ấy, hiện nay đã bị cuốn trôi, bị sập cầu, cũng chết khá nhiều người và nhiều phương tiện bị trôi mất tích. Khu vực đứng ở trên toàn cảnh trên cao chúng ta nhìn thấy là những người dân ở đây chịu rất là khó khăn về cái trong cái việc chống lũ như này, vì nó lên cục bộ như này, nó lên rất là nhanh. Mình phải vừa che vừa quay tại vì mưa rất là lớn các bạn nhé, các bạn xem có gì thông cảm. Đây lực lượng cứu hộ đây đang túc trực và như bạn đã nhìn đang đưa đến các em nhỏ này và người già. Đến nơi khu vực an toàn, tại vì trong khu vực cô lập đêm nay nước lên rất là nguy hiểm. Lực lượng chức năng rất là tích cực và cố gắng, rất là cảm động trên sự tình thương tương thân tương ái của người Việt dân tộc Việt Nam.
lộ. Đây là mình đang đứng ở bên này là bên Giới Xuyên. Ngày nay khu vực này mưa rất là to và đường đã ngập và cô lập ở phía bên giải cấu phía cầu Yên Bái rồi. Tốc độ mưa như thế này thì bên này nguy cơ nước lên rất là cao, và như các bạn đang nhìn hình ảnh lúc nãy là cơ quan chức năng cứu hộ đưa các người già và trẻ em đưa khỏi nơi nguy hiểm đó. Chỗ này từ một đoạn là lội được như thế, phía sâu bên kia là đầu cầu Bái thì chúng ta đã biết thì không thể đi được, nó đã tận ngập 1-2 mét thôi. Thưa các bạn, hiện nay là nước lên rất là cao, thì cầu Yên Bái là hiện nay là đã cấm cầu, nước mấp mé đã sấp xỉ mặt cầu rồi, nên là chức năng hiện nay là ngăn chặn như cái luồng xe đi trên phương tiện này, tránh rủi ro như ở cầu Phong Châu. Đây là những hình ảnh xe chuyên dụng lội nước của lực lượng chức năng công an và của chính quyền địa phương. Như các bạn đang nhìn trên xe rất là nhiều đồ ăn. Và còn nơi đây cũng ủng hộ rất là nhiều. Mình thấy có xe chuyên dụng lội nước này đi trên nước cao khoảng trên 1,5 mét, đằng sau xe này có hai cái quạt rất lớn. Công tác cứu lụt của thành phố Yên Bái diễn ra rất là nhiệt tình, của bà con ủng hộ đồ thiết lập lực lượng chức năng rất là nhanh chóng. Ăn rất là quý giá cho bà con bị cô lập trong cái dòng nước sông Hồng nó lên này. Vào tới từng hộ dân để phát những cái lương thực và nước uống. Nước như các bạn đang nhìn thấy kia là
có phải là cao tầm 1 mét, hơn 1 mét, đến những chỗ sâu 1 mét rưỡi thì có những phương tiện như thế này mới đi ở vào trong cái vùng bị cô lập này. Mình chỉ đi được đến đây thôi, tại vì vào trong kia nước rất sâu, máy không thể đi được. Xe chuyên dụng lội nước như các bạn đang nhìn thấy này, giúp ích nhiều những bà con bị cô lập trong vùng lũ ở thành phố Yên Bái trong lúc này. Đã cảm ơn tất cả các lực lượng chức năng, cảm ơn tất cả các cô chú anh chị em đã ủng hộ những lương thực thực phẩm, nước uống và đồ ăn.